Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình The Boy, một chương trình tìm kiếm tài năng của tụi game FIFA Online 4. Và bây giờ xin chào đón những gương mặt rất quen thuộc trong chương trình của chúng ta, đó là huấn luyện viên Bình Phùi. Thì ngày hôm nay The Boy của chúng ta đã trải qua 2 ngày thi đấu tuyển chọn giữa các thí sinh rồi, và vận động viên giữa các thí sinh với vận động viên Lê Hà Anh Tuấn, và các huấn luyện viên cũng đã mang về cho mình mỗi người 2 thí sinh rồi. Thì ngày hôm nay sẽ là ngày thi đấu ban bích Team Color, lựa chọn mùa thẻ và đem về những cầu thủ tốt nhất cho team của mình. Và mình cũng xin thông báo với mọi người là ngày hôm nay chúng ta sẽ có 5 Team Color và 6 mùa thẻ. 5 Team Color sẽ bao gồm Liverpool, Tottenham, Juventus, Arsenal và Manchester United. Cùng với đó là 6 mùa thẻ World Cup 2022, Back to Back, mùa CAF và mùa EBS, mùa Unsung Player, và cuối cùng đó chính là mùa Light. Và Ri đang rất là tò mò thì không biết là các team không biết là với các team color và mùa thẻ này thì các huấn luyện viên của chúng ta sẽ thấy thế nào. Huấn luyện viên luận cái bàn, không biết là với những team color và mùa thẻ này thì anh có tự tin rằng mình sẽ bích được những cầu thủ chất lượng nhất cho team của mình không ạ? Tôi nghĩ tôi không rồi, bởi vì cái team mà tôi thích nhất là team Chelsea. Nhưng mà nay thì trong các cái team color nào là team Juve rồi thì Arsenal các kiểu này thì có khi là mỗi MU mạnh nhất rồi. Mà tôi không thích MU, thế mới khó. Để lựa chọn thứ tự bích team color và mùa thẻ thì chúng ta sẽ chơi mini game. Nếu như mà đội nào giành chiến thắng ở phần mini game sẽ được bích trước. Và sau đây sẽ là những mini game vô cùng gay cấn, thử thách các huấn luyện viên về khả năng hiểu biết, sự nhạy bén, nhanh tay nhanh mắt và sự chính xác trong câu trả lời của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với mini game đầu tiên. Nghe lằng nhằng ấy hả? Nghe lằng nhằng thế. Các huấn luyện viên nào mà chiến thắng rồi thì sẽ không được tham gia mini game sau nữa. Nên là huấn luyện viên đấy vui lòng có thể là phát biểu sau khi có câu trả lời cũng được. Nhưng mà đừng có gợi ý nhắc nhở là được ạ. Mà nhắc đúng là bị phạt đúng không? Tức là mới phải nhắc sai à? Cầu thủ này hay được gọi là khùng đi sơn. Em mời anh Thành Mù ạ. Anh Thành cái này mà vốn đồng cái đúng nhìn Madison, James Madison, cầu thủ biệt động biên chế của Leicester City. Kinh nhỉ. Xin chúc mừng anh Thành với một câu trả lời đúng. Không biết là công tuyển viên đánh được hay không ạ. Xin mời anh An Khơ Nụ ạ. Anh nghĩ cầu thủ này là Tyrone Mings. Đây đúng là một trung vệ có mùa E21 chỉ số cao nhất thuận chân trái và đang đá cho Aston Villa, và đó chính xác là Tyrone Mings. Vâng, và xin chúc mừng anh An Khơ Nụ đã có cho mình một câu trả lời chính xác. Lại là một câu hỏi có vẻ như loạt câu hỏi này còn nhảy lợi dài đấy sếp mình. Thế khó đấy à? Đơn giản quá. Thật dễ. Đơn giản. Mời anh luận ạ. Vâng, đó chính là Van Basten ạ. Đây là câu, đây là 9 cầu thủ mà tôi hay thường đặt trên tên livestream của tôi. Nhưng mà đây khá là Van Basten của AC Milan, người Hà Lan. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của anh Luận cái bàn. Em đang thắc mắc là không biết lý do tại vì sao ban tổ chức lại đặt câu hỏi này nữa. Dễ thế. Vâng, và chúng ta đến với những gợi ý của cầu thủ này. Đây là một cầu thủ huyền thoại và từng có hành vi vạ miệng để giã từ sự nghiệp sớm, và là một huyền thoại AC Milan. Và đó chính là Marco Van Basten. Câu tiếp theo là đọc xong câu hỏi đâu kìa. Tay. Mà em đọc xong thì mọi người mới bắt đầu giơ tay. Nếu mà giơ tay trước là sẽ không được tính điểm. Bây giờ em bắt đầu. Cầu thủ tiếp theo đó chính là Bê Dắt Đi. Em mời anh Thành em năm ạ. Berlotti. Anh nghĩ đây là cầu thủ Berardi chứ không phải là Berlotti đâu. Berardi đá cho Sassuolo. Sassuolo đúng không anh?
Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua câu trả lời của anh Thành Mù có thực sự chính xác hay không nhé. Anh nghĩ là phải cho gợi ý lên trước. Vâng, phần gợi ý phải đến trước. Domenico Baradi. Chúng ta sẽ đến câu hỏi số 5. câu hỏi là coi thường huấn luyện viên. Câu hỏi là coi thường huấn luyện viên. Dỗi không đem trả lời. Câu thứ 6, cầu thủ có tên gọi biệt danh là lỗ cả đĩa. Đây chính là cầu thủ Locadia, đá vị trí tiền đạo người Hà Lan. Mình hay mở thẻ ra. Cái tên bởi vì tôi mở thẻ nhiều quá, tôi mở ra ông này nhiều lắm. Ông này rất là đỏ, nhưng mà tôi mở ra nhiều nên là cái ấn tượng này rất đau đớn. Vâng, và tổng kết vòng 1 thì huấn luyện viên Thành Mâm Cơm là người chiến thắng trong round này. Và bị kích đúng không? Bị kích. Nhắc mà vẫn nhắc anh em. Vẫn có kèo nhắc mà. Kích. Ông nào ăn được trước thì ông kích ra và mấy ông kia sẽ bốc trước, còn ông Thành Mù bốc sau cùng. Bị kích. Anh Thành mà nhắc sai thì chúng tôi phạt. Anh Thành nhắc đúng thì chương trình phạt. Bây giờ anh là chịu áp lực từ huấn luyện viên và từ ban tổ chức của chúng tôi nữa. Nên là bây giờ anh có thể nói lời cuối cùng và sau đấy lựa chọn im lặng hoặc là lựa chọn nhắc bài sai hoặc đúng gì đấy. Sai thôi, hy vọng đấy là sai. Nếu như mà nhắc bài đúng thì chúng tôi sẽ phạt anh. Ok. Chương trình dễ quá. Anh nghĩ là vòng 2, vòng 3 nó phải khác đi. Thì lại thì chết 2 ngày. Ở vòng thi đấu này thì chúng ta... Vòng thi đấu này sẽ có tên là đào sâu câu đố. Và các huấn luyện viên sẽ dự đoán cầu thủ dựa vào những dự kiện liên quan đến cái đáp án. Bây giờ sẽ là câu đầu tiên. Dự kiện đầu tiên mà chúng ta có đó chính là đây là một cầu thủ icon. Thật sự là với cái gợi ý này thì tôi nghĩ là chưa có bất kỳ một cái đáp án nào. Ông nào đoán trúng cho ông vô địch luôn đấy. Ông đúng cho vô địch luôn đấy, ông không phải đá nữa đâu. Cái gì đó hơi nhảy số về phía của Led Yakin thôi. Anh đã bị loại. Đây là câu trả lời không chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với dự kiện tiếp theo. Đây là từng thi đấu trong Manchester United. Có hai ông cơ. Hai ông. Đúng rồi, có hai ông mà. Nổ hũ thôi. Victor Wanya sếp. Linh vật kênh sếp còn gì không dám dự đoán. Ủa, anh cơ nổ. Anh giơ tay kìa. Em định sếp giơ trước. Có giơ, ai giơ đi. Giơ móng tay thôi, giơ phù hai thôi. Em Van der Sar thôi. Edwin Van der Sar. Tức là nổ hũ một trong hai thôi mà, nổ mũ một trong hai thôi. EPL Hall of Fame. Con này là chuẩn rồi. Em mời anh tên thôi ạ. Smeysen. Peter Smeysen mới đúng. Đấy là sự khác biệt giữa hai người rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem dự kiện tiếp theo. Con cũng là thủ môn, sao? Đúng rồi. Đúng rồi. Vâng, và xin chúc mừng huấn luyện viên bên phòng đã có cho mình một câu trả lời đúng đầu tiên. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng tiến đến câu hỏi tiếp theo. Đây là câu hỏi thứ 2. Với dự kiện là tiền đạo, đây là một cầu thủ còn thi đấu. Đấy, Lukaku còn thi đấu luôn. Tiếp luôn đi em ơi, ba ông còn lại không thấy có hứng thú trả lời gì cả. Vâng, và đây có là mùa New Zealand à? NG Erling Haaland. Em hỏi anh bên tôi ạ. Haaland. Bố là huyền thoại. Cầu thủ này có bố là huyền thoại. Ông Haaland bố của Erling Haaland không phải huyền thoại. Cũng là huyền thoại đi, huyền thoại bệnh viện đi. Huyền thoại bệnh viện à? Justin Clifford. Anh chưa gọi anh đâu.
À quên nhỉ. Chưa điểm. Kệ coi như mình spoil. À quên nhỉ. Cô giáo phải cho phát biểu mới được. À đây rồi. Lễ bố là hậu vệ. Em xin mời lộn cái bàn ạ. Kasturam ạ. Bố là Abidan Thuram. Anh lộn nhưng phát biểu đi ạ. Cây. Kasturam. Cây. Kasturam hả? Đúng, cao to lên thôi, Kasturam. Đến với dự kiện tiếp theo đang đá cho Inter Milan. Và có vẻ là chúng ta thấy là cái gương mặt của anh Luận các bạn đang hơi đắc ý rồi đó. Chúng ta cùng tổng hợp dữ kiện nào. Đây là một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền đạo và còn thi đấu có mùa thẻ NG, có bố là huyền thoại và đã và đang khoác áo đội tuyển quốc gia và từng đá ở giải vô địch quốc gia Đức. Đây là người Pháp và đang đá tại Inter Milan. Và đó chính xác là Marcus Thuram. Xin chúc mừng anh Luận cái bàn đã có cho mình câu trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba. Em xin phép nhờ huấn luyện viên Thành cái bàn giữ im lặng ạ. Thành cái bàn nữa. Thành cái bàn đập luôn hai ông lúc. Em xin lỗi anh Thành không cơ, giữ im lặng giúp em ạ. Vâng, và tổng kết vòng 2, huấn luyện viên chiến thắng đó chính là huấn luyện viên Văn Côi. Côi có được mấy câu đâu nhỉ? Tôi thắng nhưng mà tôi cũng không hiểu. Tôi không hiểu. À có rồi, được cái giơ tay nhiều. Văn Côi với câu trả lời đúng là 3 câu. 3 câu ạ? 3 câu ạ? Câu nào nhỉ? Câu nhiều thế? Anh thấy nhanh và anh tưởng mới có 2 câu. Chúng tôi đọc lại câu trả lời của quý vị. Quý vị nào không đồng ý với đáp án không đồng ý với kết quả này thì có thể liên hệ với ban tổ chức sau khi mà buổi chương trình của chúng ta kết thúc. Cho thi sao rồi ép thắng ấy nhỉ? Ép thắng. Ép thắng. Vâng, và có một số thông tin đến từ ban tổ chức của chúng tôi. Đó chính là anh Phước Phở Bò dự đoán đúng 2 câu và anh Bình Phùi dự đoán đúng 2 câu, anh Luận Cái Bàn dự đoán đúng 1 câu và hiện tại là đang anh Luận thắng đúng không? Đặc biệt đúng không? Đặc biệt. Cậu là đang có một cái sự nhầm lẫn. Em chứ, em không trả lời là, là đang có một cái sự nhầm lẫn đến từ ban tổ chức của chúng tôi. Và cái vòng đấu này chúng ta sẽ tiến hành quay vòng. Chúng ta sẽ tiến hành quay vòng để gọi là dự đoán random người chiến thắng trong vòng thi đấu thứ hai này. Không biết là các huấn luyện viên có ý kiến gì về quyết định của ban tổ chức không ạ? Tôi thấy là chương trình đang có những cái kịch bản kiểu như là đưa người ta lên xong rồi ném người ta xuống. Cho người ta cơ hội. Đây lại dập tắt cơ hội. Bây giờ chúng tôi xin mời ban tổ chức tiến đến vòng quay để chúng ta có thể phân được huấn luyện viên chiến thắng trong vòng thi đấu này. Thôi ban tổ chức đừng hành hạ em đấy, ban tổ chức quay luôn đi. Vâng, em mệt lắm rồi. Nếu như mà huấn luyện viên Bình Phùi muốn quay thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quay luôn nhé. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Thắng rồi. Thôi thôi. Em thắng. Vâng, người ép chiến thắng đó chính là huấn luyện viên Bình Phùi. Cuối cùng thì sau những dàn dựng của ban tổ chức chúng tôi thì cuối cùng người chiến thắng vẫn là huấn luyện viên Bình Phùi. Không biết là cảm xúc của huấn luyện viên Bình Phùi bây giờ anh đang cảm thấy như thế nào ạ? Mình rất là tự hào về kết quả này. Em hồi nãy giờ thì anh Luận các bạn cũng đã gọi là có những cái đáp án rồi, nhưng mà anh em thơ nụ thì vẫn chưa có cho mình cái đáp án ở trong vòng 2. Nhưng mà em cũng có một điều nhắn nhủ đó anh em thơ nụ là anh em thơ nụ yên tâm đi, vòng 2 nó có thể khó nhưng mà vòng 3 thì nó chắc chắn là nó khó hơn vòng 2. Hay lại còn khó hơn à?
Câu hỏi đầu tiên, đâu là mùa giải có chỉ số cao nhất của Mason Mount? Câu trả lời là B, homegrown. Vâng, xin chúc mừng anh Luận các bạn. Đây là câu trả lời vô cùng chính xác. Và câu hỏi số 2, mùa giải nào trong FIFA Online 4 có biên độ chênh lệch về overall lớn nhất? Vậy là tôi đúng không? Yeah. Xin trả lời đó là đáp án A, 22 UEFA Champions League. Đúng rồi, 22 U. D. Vâng, và xin chia buồn cùng với huấn luyện viên Luận các bạn, đó chính là một câu trả lời sai. Vẫn tưởng là anh sẽ tìm ra cho mình điểm đúng không? Tức là anh này là bằng không rồi đúng không? Không điểm đúng không? Không điểm. Không có dơ, đánh bừa, không được. Chính xác. Huấn luyện viên Quốc Vỡ Bò xin vui lòng không đổi luật của ban tổ chức chúng tôi. Câu hỏi tiếp theo. Nhà báo nào được người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt tên là Dầu Vỡ Đầu? Em xin mời huấn luyện viên Luận các bạn đã giơ tay trước ạ. Chắc chắn đó là Romano rồi. Ép thắng. Câu hỏi số 5. Chuyền đi, đừng rút. Không, anh nghe tôi. Anh không nghe tôi. Anh không ăn mừng. Màn bình luận siêu bất hủ của nhà báo Chiêu Ngân Ngọc hướng tới cầu thủ nào của AS Roma trong trận thi đấu Genoa mùa 2021-2022? Ủa thế? À, đi cầu thủ Sergio Lo. B, Tammy Abraham. C, Ashley Melani. D, Henrik Mkhitaryan. Nico. Em xin mời luận các bạn ạ. Vâng, đây là một câu rất là đơn giản khi mà bác Trương Đình Ngọc đã dùng cho Nicolo Zaniolo. Và đây thực ra cái câu này thì trên ban ban tổ chức cũng ghi hơi sai. À, chuyền đi đừng rút không, anh không nghe tôi và anh đã ghi bàn. Đấy là câu trả lời chuẩn nhất. Anh đã ghi bàn đúng rồi. Nhưng đúng, đấy là cái câu chuẩn nhất của bác anh Ngọc đã từng nói. Xin chúc mừng huấn luyện viên Luận các bạn. Không biết là huấn luyện viên Bình Phùi có ý kiến gì ạ? À, tôi có ý kiến là huấn luyện viên Thành Mâm Cơm nhắc bài. Camera. Đúng. Rồi. Anh cấp chuẩn, anh... chuẩn. Nhưng mà anh cũng có ý kiến là sao em cho rất mình phát biểu, còn anh thì em bảo trật tự là nhào. Người văn minh, người ta văn minh, người ta giơ tay lịch sự nhẹ nhàng. Là huấn luyện viên Bình Phùi là giơ tay xin phát biểu, còn huấn luyện viên Thành Mâm Cơm là nói leo nên là sẽ bị phạt. Trong cái tình huống vừa rồi á thì huấn luyện viên Thành Mâm Cơm có hành vi là nhắc bài cho các huấn luyện viên còn lại, thì ban tổ chức của chúng tôi quyết định là sẽ lưu giữ cho anh một hình phạt, và đến cuối chương trình thì chúng tôi sẽ công bố hình phạt cho anh. Không biết là các huấn luyện viên Phước Phở Bò và Nang Thơ Nụ có muốn phạt luôn huấn luyện viên Thành Mâm Cơm không ạ? Tại vì là anh huấn luyện viên Thành Mâm Cơm là phải chịu hai hình phạt từ huấn luyện viên và ban tổ chức của chúng tôi. Thì không biết là ý kiến của anh Phước Phở Bò và Nang Thơ Nụ thì như nào ạ? Tôi có ý kiến là vì anh Luận anh ấy trả lời được 3 trên 5 câu hỏi rồi nên là vòng này chắc là kết thúc rồi. Phần sau anh luôn là sang phần sau luôn. Còn việc phạt anh Thành thì tôi nghĩ là để cuối chương trình đi. Vâng, thế là vẫn có phạt. Vâng, và nếu như mà hai huấn luyện viên của chúng ta đều sẵn sàng thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một mini game mà chỉ có hai đối thủ mà thôi. Đi tìm triệu phú. Xin mời các huấn luyện viên ạ. Dễ để cho Phước, nhưng Phước không thích trả lời thôi. Anh Phước không trả lời thôi, chứ còn hôm nay mà anh Phước còn im lặng. Nằm trong lòng luôn. Chịu, câu này không biết mà, biết đâu. Ok. Em chịu. Ê, anh Phước phải chết rồi. Ngày mai còn sân chân nào làm bình luận viên thôi, kéo anh đi rồi. Cô em đi. Còn. Thì sao hả? Câu này dễ thật sự luôn ý. Câu này là anh Phước bẫy anh em mình nhắc bài đấy. Đúng rồi, nhìn đúng lắm. Ôi, con người thâm hiểm. Dạ, An, em giơ tay đi. Em giơ tay đi. Em cũng không trả lời được. Tôi giờ thấy của cuộc thi nào này căng ấy nhỉ. Chịu ấy. Phải hiểu sao là vị trí số 5 nó có cái lợi thế gì nhỉ.
không. Dạ, em nhờ mời hóa lời bình thường ạ. Tôi không biết là có cái biện pháp nào là bắt buộc phải trả lời không? MC có là chỉ định bắt phải trả lời. Nếu mà không chịu đưa ra đáp án bắt phải trả lời. Chúng tôi có cái áo. Hai huấn luyện viên của chúng ta vẫn không biết tên là ai. cho cái tóc này. Câu hỏi này mà không trả lời được thì chịu rồi. Chịu, tóc này tôi chịu. Em cũng phi trong 20 thứ 5 mà. Cho thêm thời gian suy nghĩ. Rồi anh Phước ơi, cho cái tóc này tự chịu. Cả hai cùng chịu thì bắt đầu chết mở đi. Okay. Bây giờ là cả hai chịu rồi, là chấp nhận thua đúng không ạ? Thua đâu, để mở hết đâu mà thua. Bây giờ chúng tôi chịu lại hai mảnh cuối cùng thôi. Tôi với cương vị là một MC không được tôi chịu luôn thì tôi khá là thất vọng về tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy một người Ả Rập Xê Út mà lại giành quả bóng vàng như này quả này quả này nó còn méo nữa. Một người là streamer nhưng mà vẫn không nhận ra đây là ai. Tôi thực sự rất là thất vọng về hai huấn luyện viên này và đáp án chính xác đó chính là Karim Benzema. Ok, Chúc mừng tiếp theo là... Trả lời đâu anh? Em vẫn đang hơn anh một điểm mà. À đúng rồi. Đúng rồi. Không biết là huấn luyện viên ăn thơ nụ và huấn luyện viên phước phở bò có vấn đề gì ạ? Không có vấn đề gì thưa MC. Tôi không có vấn đề gì cả. Quá hay, quá xuất sắc. Cái này dễ chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Tôi xin phép trừ lương ban tổ chức khi mà đã lỡ hiểm câu trả lời tiếp theo nhé. Bây giờ tôi xin đọc gợi ý. Cầu thủ này có quốc tịch Bồ Đào Nha. Nói rất nhiều, nói rất to, sơ hở là nói. Nhưng mà anh không có nói xấu câu lạc bộ. Rất mạnh trong khả năng pressing trọng tài. Tôi thấy cái cầm kia là tôi biết thừa rồi. Mà nó cầm 1, 2, 3. Đưa tay thôi. Kìa biết thì trả lời đi. Em khinh thường ban tổ chức đúng không? Em khinh thường ban tổ chức đúng không? Ban tổ chức để lộ quá anh ấy, em buồn cười. Vì anh An thơ nụ có thái độ khinh thường ban tổ chức chúng tôi nên là chúng tôi sẽ tước quyền trả lời câu hỏi này. Xin thưa anh em. Thưa luôn. Phải trả lời. Phước phở bò. À, anh phải trả lời ạ. À? Anh xin trả lời. Đây không là... anh ơi, anh có muốn trả lời không? Thôi anh không trả lời thì anh trả lời. Anh xin trả lời đó là số 8 của ban nhân thức. Bruno. Vâng, và xin chúc mừng số phở bò với câu trả lời có vẻ là khá chính xác. Đó chính là Bruno Fernandes. Sau khi mà nhận được cái phần trình bày này thì em cũng khá là thắc mắc không biết lý do tại vì sao mà người làm cái này lại có thể hint một cái dễ đoán như vậy. Em đang rất là thắc mắc. Đó là cái hành động nhất là lộn xộn quá. Nhưng anh trả lời sai mà. À, đúng không? À, Bruno Guimarães. Thế là anh không muốn lấy điểm câu này. Không thèm lấy điểm câu này luôn. Tôi cảm thấy như là ai huấn luyện viên này đang trêu đùa ban tổ chức vậy. Đúng rồi, đừng trêu đùa thôi, nhưng chắc chắn. Trừ một điểm. Trừ một điểm ba thôi luôn. Bây giờ ai dự đoán đúng một câu, ai dự đoán đúng hai câu thì trừ một câu, ai chưa dự đoán câu nào thì âm một câu. Hai hai. Ok. Bây giờ okay. Chúng ta trả lời. Xin mời nhan thơ nụ. Đúng rồi, tôi sẽ trả lời là Gavincha. Đây có thực sự là một đáp án tế hay không? Bây giờ Viral Ram sẽ bật mí cho mọi người. Có vẻ là giống giống rồi đó. Đồ ép thằng chết rồi. Đó, và đó chính xác là Gavincha. Đây là một huyền thoại.
và là người gánh Brazil vô địch World Cup năm 1962. Xin chúc mừng anh em thơ đồ. Có vẻ như là với cái tầm này thì chúng ta đã biết là người chiến thắng là ai rồi. Nhưng mà chúng ta còn vài câu hỏi ở phía sau nữa, nên là chơi luôn. Chơi luôn. Không biết chơi. Không biết chơi luôn. Phải chơi. Bây giờ trước tiên là anh sẽ trước tiên là chúng ta sẽ bích team color và mùa thẻ cùng một lúc luôn. Vâng, nên là khi mà tới lượt của huấn luyện viên Thành Bông Cơm thì huấn luyện viên Thành Bông Cơm sẽ đưa ra cho mình lựa chọn xem là anh pick team color nào trong 5 và 6 team trong 6 mùa giải và 5 team color. Chọn team color trước đúng không em? Anh muốn chọn mùa thẻ trước cũng được này, hay là team color trước cũng được anh ạ? Anh là fan của MU rồi. Thế là rõ ràng là chọn dù là fan của MU nhưng mà Team Valor thì Juve vẫn mạnh hơn. Thế là anh sẽ chọn Arsenal. Chồn thế. Tôi xin phép là tôi không được chọn. Không được chọn. Người thất bại nhất ngày hôm nay lại chọn team Tottenham. Xin mời lựa chọn của anh sẽ ban cầu thủ nào ạ? Anh ban Ronaldo mùa World Cup. Ronaldo mùa World Cup. Tất cả đấy. Anh ban Ronaldo là tất cả, Ronaldo là mất luôn đấy. Không có đội nào được pick luôn á. Anh cứ để là MU và Juve khổ. Anh ban hỏng rồi, cô gái đi rồi. Ronaldo là hai mùa rồi, là hai team đấy rồi. Là bay rồi, leo. Anh Luận không có tiền đạo, em đầy tiền đạo leo. Anh Luận có Immobile này. Anh Luận có Immobile. Liverpool có đồng chí gì? Kenny Dalglish. Vâng, và sau lựa chọn của anh Phước Phở Bò thì tiếp theo đó chính là lựa chọn của anh An Thơ Nụ. Loại kênh luôn. Loại kênh luôn cho đỡ càng đỡ hết anh ạ. Thôi, cái đội đấy yếu, ban làm gì? Đúng rồi, đội đấy là yếu, ban làm gì? Có ban thằng Son thôi. Ban kênh gì? Đấy, anh em cứ để tính như thế nào. Tôi nghĩ thằng Son đấy, tôi không thích nó đâu. Tôi gợi ý cho anh An là anh ban con Hungry là chết hai team. Tôi chỉ gợi ý thôi. Anh sắp hết thời gian rồi. Tôi sẽ ban đi con này mà ở hai team nó sẽ là trụ cột. Tôi sẽ ban đi Son Campbell. Campbell đơn giản đấy. Tottenham Hotspur à? Với lại Arsenal. Cả Tottenham luôn. Và có lẽ người cầm team Arsenal và người cầm team Tottenham Hotspur sẽ cảm thấy rất là thiếu sót khi mà. Còn bài đấy mới gọi là hay. Tôi sẽ cảm thấy rất là thiếu sót khi mà trong đội hình không có Son Campbell. Đây là một cầu thủ mà với khả năng phòng thủ rất là tốt của cả hai team luôn. Arsenal kìa. Ôi anh ơi, ban Netflix đi. Anh sẽ phải mua đá dùng Netflix. Anh ban hẳn con Hungry đi. Hungry có nhiều mùa lắm, Back to Back với lại là EBS đều. Juve sẽ phải bảo ban hết đi. Nhưng mà cái quan trọng là thịt được Arsenal mà nó mất Hungry nó không còn gì đâu anh. Tôi xin phép ban bên team Liverpool đó là cầu thủ Torres ạ. Như đây là một tình huống mà mình không thể lường trước được. Đúng một mình hỏng rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Bây giờ đây. Tư vấn rất nhiều cho huấn luyện viên lẫn các bạn, nhưng mà cuối cùng đau khổ là hướng về phía anh. Anh bàn dính có một tim. Huấn luyện viên lẫn các bạn đã lựa chọn là Torres. Vâng, và xin chúc mừng các huấn luyện viên cũng như là các thành viên của các team đã có thể tìm cho mình được team color cũng như là có thể
đánh bại có thể ban được những cầu thủ có hại cho team mình trong đoạn đường phía trước. Và sau khi mà kết thúc buổi hôm nay thì ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại với vòng thi đấu đầu tiên giữa các team. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.